Thưa quý vị, với vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở, các chi bộ khu dân cư trên địa bàn thành phố thời gian qua đã triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương và Thành ủy Đà Nẵng. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên đạt nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, một thực tế hiện nay đó là nhiều chi bộ khu dân cư vẫn còn gặp khó khăn trong công tác xây dựng đảng. Chính vì vậy, Thành ủy Đà Nẵng đã chủ động có nhiều giải pháp để xây dựng các chi bộ thật sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, thực hiện tốt quy chế dân chủ, góp phần quan trọng vào thành tích chung của địa phương. Bên cạnh những mặt làm được, hiện nay tại một số chi bộ khu dân cư, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ và đảng viên vẫn chưa ngang tầm nhiệm vụ, gặp khó khăn trong việc duy trì chế độ sinh hoạt, tạo nguồn và phát triển đảng viên mới, v.v. Ngoài ra, tuy bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố công việc nhiều, trách nhiệm cao, lại hết lòng vì công việc chung, góp phần xây dựng thôn, tổ dân phố ngày càng phát triển. Nhưng chế độ phụ cấp hiện nay cho đội ngũ này vẫn là vấn đề cần suy nghĩ. Cũng nên trong một quý hoặc là được thì là nửa năm nên tổ chức những cái cuộc báo cáo thời sự chính trị hoặc là tập huấn nghiệp vụ thêm để là không ngừng nâng cao, cập nhật thêm những kiến thức của nghiệp vụ đảng, có thực đảng cho anh em đội ngũ bí thư chi bộ. Hiện nay là giới trẻ là coi như khu dân cư rất khó kết nối, cho nên luôn luôn phải có sự tuyên truyền vận động để mà kết nối. Thì có một số đoàn viên hiện nay cái sự nhận thức đối với đoàn nó cũng chưa được sâu sát, là cứ vào rồi cái là ra, rất khó khăn đối với là đâu là chi bộ khu dân cư hiện nay. Các đảng viên tại chi bộ khu dân cư thì đa phần là đều lớn tuổi, bên cạnh đó sức khỏe là yếu, thành ra là có ảnh hưởng đến việc sinh hoạt của chi bộ như tham gia ý kiến phát biểu tại chi bộ. Và cái khó khăn thứ hai đối với các chi bộ hiện nay đó là về công tác phát triển đảng viên. Thì cái công tác tạo nguồn, tìm nguồn để phát triển đảng viên thì cũng chúng tôi hiện nay cũng đang gặp rất là nhiều khó khăn. Nắm bắt những vấn đề này, Thành ủy Đà Nẵng và các cấp ủy đảng thời gian qua đã tăng cường đối thoại với nhân dân, quy định trách nhiệm của các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cùng dự sinh hoạt với chi bộ. Đảng bộ các địa phương tăng cường phân công các ủy viên dự sinh hoạt chi bộ khu dân cư trên địa bàn theo đúng phương châm của Bộ Chính trị đề ra. Cấp ủy cấp tỉnh nắm đến cơ sở đảng, cấp ủy cấp huyện nắm đến chi bộ, đảng viên ở cơ sở nắm đến hộ gia đình. Đây là giải pháp không chỉ giúp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ mà còn góp phần giúp đội ngũ cấp ủy viên kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, tạo sự gắn kết mật thiết và phát huy vai trò tổ chức đảng ở cơ sở. Mới đây, tại hội nghị thông tin chuyên đề cho các bí thư chi bộ khu dân cư trên địa bàn thành phố, nhiều kiến nghị đề xuất đã được các bí thư chi bộ thẳng thắn gửi đến lãnh đạo thành phố, ghi nhận những đóng góp của các bí thư chi bộ, đồng thời chia sẻ với những khó khăn ở cơ sở. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đã đề nghị Đảng đoàn Hội đồng nhân dân phối hợp với Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân khẩn trương chỉ đạo rà soát và sớm có nghị quyết quy định về sửa đổi chế độ chính sách mới với cán bộ khu dân cư nói chung và tổ dân phố hút thôn để triển khai thực hiện trên địa bàn thành phố. Trong đó xây dựng phương án điều chỉnh nâng mức hỗ trợ phù hợp hơn, cao hơn và ở mức tối đa cho bí thư chi bộ khu dân cư và các đồng chí cấp ủy, đồng thời sớm giải quyết những vấn đề bức xúc, bất cập hiện nay ở các chi bộ khu dân cư để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng đảng vững mạnh từ cơ sở. Đề nghị Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân thành phố sớm chỉ đạo rà soát các khu dân cư chưa có nhà sinh hoạt cộng đồng để sớm nghiên cứu, đề xuất phương án quy hoạch đầu tư phù hợp và đảm bảo cho việc hội họp sinh hoạt chi bộ tại khu dân cư. Đây là vấn đề khá là bức xúc hiện nay và cũng là những cái khó khăn của các chi bộ ở khu dân cư. Các đồng chí không có các cái địa điểm để sinh hoạt và nhiều chi bộ là sinh hoạt ở các cái địa điểm của các gia đình, rồi các cái địa điểm sinh hoạt tọa là không đảm bảo được các cái yêu cầu. Ngoài ra, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã tập trung chỉ đạo cấp ủy cơ sở tăng cường củng cố kiện toàn và phát huy vai trò của đội ngũ bí thư chi bộ, nhất là luôn quan tâm bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, nâng cao chất lượng cho đội ngũ này, đảm bảo đây đều là những đảng viên có uy tín, bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ kiến thức cả về chuyên môn nghiệp vụ và công tác đảng, đồng thời hỗ trợ động viên cán bộ khắc phục khó khăn, tiếp tục phát huy tinh thần gương mẫu, trách nhiệm của người đảng viên, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, xứng đáng với trọng trách, cầu nối giữa đảng, chính quyền với nhân dân.